CEO của YG bị bốc trần giao dịch nội gián 420 tỷ, bắt nguồn từ siêu vụ bê bối Burnation. Suốt năm 2019, YG Entertainment lao đao với vụ bê bối Burnation của Seungri, thì bất chợt đến ngày 5 tháng 5, ông lớn này đã bị SBS News cáo buộc giao dịch cổ phiếu nội gián. Theo SBS, nhiều lãnh đạo cấp cao của YG, trong đó có cả CEO hiện tại Hwang Bukyung, đã bị bắt quả tang giao dịch cổ phiếu nội gián. Theo đó, khi YG Entertainment niêm yết trên sàn chứng khoán KOSDAQ vào năm 2011, số tiền đăng ký cổ phiếu của công ty là 560 đến 1.000 tỷ won, 11.200 đến 20.000 tỷ đồng. Và chỉ trong ngày đầu tiên, giá cổ phiếu đã tăng lên gấp đôi, sau năm đầu tiên là 100.000 won, 2 triệu đồng mỗi cổ phiếu. Công ty đã phân bổ 210.000 cổ phiếu, tương đương 420 tỷ đồng theo giá đã tăng cho nhân viên. Tuy nhiên, bà Hwang Bukyung đã mua lại số cổ phiếu này. Cựu CEO của YG là Jang Min-suk, em trai Jang Hyo-suk, cũng đã từng mua cổ phiếu nội gián dưới tên là nhân viên họ Hà. Giao dịch cổ phiếu này được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng của Hà. Kết thúc cuộc điều tra, có tổng cộng 3 nhân sự cấp cao của YG mua bán cổ phiếu nội gián dưới tên 2 nhân viên khác. Hai trong số đó đã biết trước về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu do họ phụ trách đầu tư, đó là Hwang Bukyung và Kim. Vụ việc tưởng chừng được chôn vùi nhưng đã bị phanh phui do liên đới tới vụ Burnation năm 2019. Hiện tại, phóng viên SBS không thể liên lạc được với Hwang Bukyung và Kim. Một đại diện của YG giải thích với cục thuế rằng, nhu cầu cổ phiếu của nhân viên công ty khá thấp nên chúng tôi hoàn thành giao dịch bằng tên mượn. Điều này gây gián đoạn nguồn vốn, ảnh hưởng đến dòng tiền tài chính của công ty. Tuy nhiên, cục thuế quốc gia không chấp nhận lời giải thích này.